đầu ra AC. AC 12,5V. Gồm có bốn mạch chính. Mạch chỉnh cho mạch công suất. Wow, nó cũng rất dày. Mạch mạch echo cho mid. Mạch hiển thị. Có hai mạch công, đây là mấy mạch là mạch công suất này. Đây. Gấp nóng. Dùng IC công suất gì vậy? Tên xem. Yeah. 2009A.